Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Em căn cứ vào cái mẫu bàn tay này của chị thì em thấy mẫu bàn tay này được cái là đầy đặn, nhìn rất là cao đầy, kẽ hở không có nhiều. Nhưng mà da bàn tay thì thô quá, khô quá. Cổ tay thì có hai gấn rõ ràng thôi, còn một gấn thì nó xấu, nó bị đứt đoạn. Mà chị, cái ngày tháng năm sinh của chị là ngày 1/1/1982, chị đứng hàng mệnh thủy, số 2 đời chồng, ít nhất là 2 đời chồng trong cái lá số tử vi này. Số chị không được trọn vẹn đời chồng đầu tiên mà phải đến với đời chồng thứ hai, mà em sợ đến với đời chồng thứ hai cũng chả có trọn vẹn, là ở quá một mình đấy chứ. Quá chuyên chuyên về được tình cảm luôn, rất là vất vả. Định số chắc chắn là phải hai đời chồng, không sai không lệch được đâu được. Giờ chị thấy thế nào rồi, em nói đúng hay sai? Đúng. Chia tay đời chồng đầu tiên lâu chưa? Còn chị chia tay lâu rồi, từ 2008 thôi. Bây giờ sao, giờ vẫn đơn côi à? Đúng rồi. Cũng từ 2008, hơn mười mấy năm rồi. Cũng nhiều anh ngỏ ý lắm nhưng mà cũng chả cặp kè anh nào được tới bến cả, chả đi tới đâu cả. Số chị có khi phải ở quá một mình, đúng như y lời em nói luôn. Đến bây giờ chàng trai nào được cũng lỡ giờ được chia tay, đường ai lấy đi, đường anh đi, đường em đi, chán lắm. Hay là có muốn lấy chồng thì em có thể giúp hóa giải cho cái đường tình duyên của chị nó tốt hơn, không còn lận đận nữa, để có một người mà gắn bó đi đến hôn nhân. Đấy. Còn chị là mẫu bàn tay này, mẫu bàn tay người rất là chịu thương, chịu khó, lam lũ vất vả, rất là có trách nhiệm với gia đình. Mẫu bàn tay này ngón cái lớn này này, có lộc kinh doanh, có lộc buôn bán, mở được kinh doanh buôn bán thì sẽ gặp được thuận lợi, may mắn hanh thông. Tiền tài cũng làm ra cũng khá đây, chứ không đến nỗi đâu, kinh tế cũng khá đây. Rồi sẽ có nhà cao, cửa rộng, đất đai đều huê, giàu thì không giàu nổi nhưng mà khá thì có khá. Năm nay chị 40 tuổi, 40 tuổi vận niên của chị sẽ là sao Thái Âm. 40 tuổi là Tam Kheo, 40 tuổi sẽ là Thái Âm. Năm nay làm ăn thì trung bình thôi, không có thuận cho lắm đâu. Công việc làm ăn chỉ vậy vậy thôi, chưa có khá. Năm sau cũng vậy, chậm chậm, phải từ năm 42 tuổi trở đi bắt đầu mới ok được. Tức là năm 2023, bước sang thềm năm 2023 mới ok được. Bước sang thềm năm 2023 thì công việc của chị làm ăn mới tốt. Còn năm nay trong đầu đang có sự chủ dự tính, muốn đầu tư, muốn làm ăn cái gì thì đừng có làm là sẽ thất bại đấy. Đấy, trong không ăn thua, không được đầu tư cái gì đâu. Em biết là chị đang tính đầu tư, đang tính mở mang làm ăn đấy, nhưng không ăn thua đâu, đừng có làm. Bao giờ thì chị mới có thể bắt đầu em ơi? Ít nhất phải giữa năm sau, hoặc là để cho tình hình dịch bệnh nó bớt căng thẳng đi là chị có thể làm. Còn tình hình dịch bệnh nó còn đang như thế này chị không làm nổi được. Nên kiếm công việc gì nó vừa phải, nó nhẹ nhàng thôi, để an phận thủ thường thôi. Của chị nếu mà chị chuyển có được không? Chuyển à? Năm nay cũng chưa chuyển được. Em hiểu kiểu gì? Thì năm nay chuyển lúc không thể chuyển được. Năm nay mọi thứ đang gặp rắc rối mà, mọi thứ đang xấu, bí bách, cung mệnh nó rơi bí bách, nó rơi xấu ở chị. Không nên đầu tư, cố gắng đi an phận trong năm nay, cũng không nên chuyển đổi cái gì lớn cả nhé. Không nên chuyển đổi, không nên thay đổi cái gì nhé, sẽ gặp thất bại là chủ yếu nhé, đừng có quá tham nhé. Còn nhìn cái cung tử tức ở đây đẹp đây này, tươi sáng đây này, số này được nhờ con cái đây này. Được nhờ không phải chú? Đúng rồi, số chị được số nhờ con. Con cái sau này sẽ thành danh, thành đạt. Số chị chắc chắn là sẽ được nhờ con cái. Con cái sau này tốt, ngoan, nghe lời. Và các cháu sẽ lo lắng cho chị. Số này chắc chắn sẽ được nhờ con nhờ cái. Cho chị hỏi gì chị hỏi đi. Có, chị có hỏi thứ nhất là cho cháu lớn đấy, con trai chị.
17 tháng 9 2006. Mùng 7 tháng 9 2006, đấy là dương lịch dạng em nhé. Không có ngày âm à? Ngày âm thì hình như là 15 tháng 7 năm 2006 ấy. Đây, nó lên hơi cứng đầu nhé, hơi lì đấy. Giờ thấy cứng đầu lì chưa? Ra đây. Ra đây không? Giờ thấy cứng đầu lì chưa? Cứng đầu với lì nó chả như nhau, khổ nó ngang ngang đấy, nhưng mà nó vẫn có hiếu mình là được. Tính cách nó hơi cứng đầu. Rồi. Rồi em thấy rồi. Đứa này lớn lên con số xuất ngoại đấy, con số đi xa đấy, cái cung dịch mã rất là tươi sáng, đi xa được. Đấy, cậu kia được nhờ đấy, nhưng mà cái đường tình duyên của cậu ấy hơi lận đận. Đứa 2006 là hơi chắc trở tình duyên. Cậu 2006 ạ? Đúng rồi, hơi chắc trở tình duyên. Dạ vâng. Cháu nên theo ngành gì thì phù hợp? Cho đi xa xứ, đi xa quê, xuất ngoại thì tốt nhất. Học cho học ngành liên quan đến sửa chữa máy móc này, sửa chữa ô tô này, hay là lái xe thì đấy nhé. Thế thôi ạ? À? Ờ, hay là linh kiện điện tử, điện thoại, cái gì đó hợp với nó. Thế quân sự không được ạ? À? Không, quân sự làm sao được, tướng mạo đấy làm sao đi được. Ngang lì đấy, rồi đi vào quân đội đấy. Biết cái vụ Trần Đức Đô không? Có. Sợ không? Sợ không? Con mình tính cách rồi. Con mình tính cách nó ngang ngang lì lì đấy, đi vào đấy rồi biết. Đọc cháu tiếp theo. Ngày tháng? Mùng 8 tháng 5 2017. Đinh Dậu âm bây giờ? Đấy là dương đêm ạ. Không nhớ người âm à? Không, cái âm thì chị em không nhớ, cái bạn này. Bạn này công danh thì tốt, thông minh. Học hành thì, về đường học hành thì cũng khá đấy nhé. Hướng cho cháu theo con đường học hành thi cử, cháu có đường học vấn đấy nhé. Ê, thi cử quan chức nhà nước, tài chính, ngân hàng, cái gì đấy, luật sư gì đấy, hợp với nó đấy. Cái này càng lớn thì nó nói càng nhiều, nói nhiều lắm. Cái này, đứa này đường học vấn nó tốt. Giờ nói được mấy câu rồi? À, cháu thì cũng nói gọi là, nhưng mà nó mạo, nó nói, nhưng mà kiểu hiểu thì trong người hiểu, nhưng mà có nghĩa là phát âm ra thì gọi là cháu còn tập tệ thôi. Chú ơi, chị muốn hỏi về cái đất cát ấy. Chị có một miếng ấy thì em xem như là chị có ở được ở đấy hay là chị lại phải mua chung cư? Em khuyên chị là đừng ở chung cư. Ở chung cư là không nên nhé. Không nên, không nên. Chị có đất rồi nhưng mà chị chưa xây được. Thì nên xây ở đó, không nên mua chung cư nhé. Xây ở miếng đó thì không được, miếng này có thể bán sinh lời mua miếng khác nhé. Miếng này không hợp hợp hướng. Thì năm 42 tuổi mới bắt đầu được cái này đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn chuyện tình duyên, chị cũng muốn lấy chồng thì có thể gửi thông tin qua đây em làm cho. Làm lễ nhanh thì 6 tháng, chậm là 1 năm rưỡi. Đường tình duyên của chị tốt, sẽ gặp người đàng hoàng tử tế mà kết hôn. Khi hóa giải cái đường tình duyên của chị nó không còn lận đận nữa thì chị sẽ gặp được ý chung nhân tốt, chứ không phải gặp mấy cái tên lởm khởm nữa. Chị muốn hỏi một chút về sức khỏe của bố mẹ chị ấy. Ba mẹ chị sinh năm bao nhiêu? Bố chị sinh năm 1957. Bố 57, Đinh Dậu, 65 tuổi. Sức khỏe ba kém, không có thuận lợi nhá. Năm nay vướng cái hạn ngũ mộ, chủ về đau ốm, tốn tiền thuốc thang, đau lưng, đau lách, xương khớp. Còn mẹ? Mẹ chị là sinh năm 1960. 60 canh tí, 62 tuổi. Vận niên là sao Thái Bạch, năm nay cũng xấu luôn, lo lắng buồn phiền. Gia đạo thì bất an, không tốt. Thế cô cái gì?
gì nhỉ? Công việc của bố mẹ thì liệu ổn không? Không, năm nay không ổn. Nhà chị có một cái xưởng ấy, em thử xem là nhà chị cầm cự được bao nhiêu lâu. Hồi ơi, xưởng của chị hay là xưởng của ông bà? Không, của ông bà. Đây thì của ông bà, bảo ông bà đặt lịch coi đi. Đấy, bảo ông bà đặt lịch coi đi sẽ chuẩn hơn. Đấy, nhưng mà em cũng xin gợi ý một vài câu là cái xưởng này ấy sớm muộn cũng dẹp. Nặng kém quá nhỉ? Chị không nghe thấy gì. Xưởng này sớm muộn cũng dẹp. Bởi vì là bọn chị cũng không có ý định gọi là theo nghề của bố mẹ. Vâng, sớm muộn cũng dẹp thôi nhé. Nhưng được lâu nữa không? Thì em đã bảo ông bà hãy đặt lịch coi riêng đi. Xưởng của ông bà đấy, ông bà đặt lịch coi riêng đi nhé. Còn hôm nay là xem cho chị thôi. Còn em xem chỉ cho ba mẹ chị, chỉ được đến như thế thôi. Sức khỏe, công việc, làm ăn thôi. Thì đúng rồi, còn có gì sai đâu. Sức khỏe kém, gia đạo thì gặp bất an là sao? Do công việc chứ còn sao nữa. Nãy giờ đúng rồi, có sai đâu. Ông này vướng hạn ngũ mộ, chủ về sức khỏe kém, hao tài. Bà này vướng sao thái bạch. Thái bạch thì quét sạch cửa nhà, lo lắng. Đủ thứ chuyện hết. Rồi, tình hình như vậy nhá. Có gì thắc mắc nhắn tin lại cho em. Rồi, ok. Rồi, thật. Vâng, vâng.